Xin kính chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc bươu đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin gửi đến bà con về mô hình nuôi ốc bươu sinh sản tại trang trại ốc bươu đen Đồng Tháp. Trong nội dung video này, em xin gửi đến bà con 3 nội dung chính sau. Thứ nhất là em xin phân tích về các đặc điểm sinh sản của con ốc. Thứ hai là em xin gửi đến bà con về cái mô hình nuôi ốc bươu sinh sản tại trang trại ốc bươu đen Đồng Tháp. Và thứ ba là em xin phân tích đến bà con về cái đặc điểm của trứng ốc bươu và trứng ốc lác. Cái nội dung đầu tiên đó là về cái đặc tính sinh sản của con ốc bươu. Trong một năm, con ốc bươu nó sẽ có hai cái chu kỳ sinh sản và mỗi chu kỳ sinh sản cách nhau 3 tháng. Và trong một chu kỳ sinh sản thì nó sẽ sinh sản được từ 3 đến 4 lần. Mỗi một cái lần cách nhau là từ 1 tuần, ít nhất là 1 tuần và nhiều nhất là 30 ngày. Khi mà chúng ta cho ăn đầy đủ cái đầu đàm thì nó sẽ nhanh nhất là một tuần nó sẽ sinh sản cho bà con một lần trong mỗi chu kỳ sinh sản. Bình thường nó sẽ là từ 15 cho tới 30 ngày. Và vào khoảng từ 15 đến 22 ngày nó sẽ bắt đầu sinh sản cho bà con. Trong một chu kỳ sinh sản là nó sinh sản nhiều nhất là 4 lần. Và bình thường tất cả con ốc nó sẽ sinh sản trong vòng 3 lần. Thì sau khi hết một cái chu kỳ sinh sản nó sẽ hết trứng đi. Nó sẽ tiếp tục ăn trong vòng 3 tháng, 3 đến 4 tháng để tích trứng lại. Nó sẽ tiếp tục cái chu kỳ sinh sản thứ hai. Đây em có 3 con ốc. Đây là con ốc lứa. Ốc lứa là nó mới lớn nha bà con. Nó lớn hiện tại giờ nó chưa vào giai đoạn sinh sản. Thì bà con để ý, nó không có trứng. Nó không có miếng trứng nào luôn. Nó không có miếng trứng nào hết. Là nó chưa tích được trứng. Chưa vào được cái gọi là con ốc bố mẹ đó. Đây, ốc lứa thôi. Và ở đây em có 2 con ốc. Cái này là nó đã lớn rồi. Này là 4 đến 5 tháng rồi. Nó bắt đầu tích trứng rồi. Thì ở con ốc này, bà con thấy đây là cái dòng trứng của nó. Tích trứng đầy luôn. Thì con ốc này là đang trong cái chu kỳ sinh sản. Và em cũng chưa biết được là nó đã sinh sản được bao nhiêu lần. Nhưng mà nó sẽ sinh sản. Con này là cho ăn là tầm 10 ngày, 15 ngày là nó sẽ bắt đầu sinh sản. Tại vì nó trứng. Và còn đấy cái dòng trứng. Còn ở bên đây là con ốc này là đang trong cái giai đoạn là tích trứng. Và bà con thấy là cái dòng trứng nó đang rất là nhạt. Cũng như là nó chỉ có ở khúc đầu thôi. Còn ở khúc đít là không có. Nó rất là nhạt, nó không vàng luôn. Đang tích trứng nó màu trắng mà những cái con mà sắp đẻ là trứng nó sẽ có màu vàng, còn đang tích trứng là màu trắng và rất là nhạt. Còn những con mà tích trứng trong cái chu kỳ sinh sản á là nó rất là đậm. Thì khi mà cái con ốc nó sinh sản xong á, sinh sản hết cái giai đoạn cái chu kỳ sinh sản của nó là nó bắt đầu nó ăn lại tích trứng lại, thì nó tốn tầm khoảng 3 đến 4 tháng và cái giai đoạn nó rất là yếu.
À, nếu mà gặp một cái môi trường khắc nghiệt như là mưa hay là sốc môi trường, hay là chúng ta cho ăn quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến hao hụt. Thì những cái con ốc lướt như thế này là nó đẻ sai hơn. Sai có nghĩa là nó sẽ đẻ cái trong một chu kỳ sinh sản, nó sẽ sinh sản rất là nhanh. Sinh sản lần đầu tiên thì cách lần thứ hai nó tầm khoảng từ 7 đến 15 ngày là nó sẽ tiếp tục sinh sản nữa. Còn những cái con sinh sản chu kỳ 2, chu kỳ 3 trở đi á là nó sẽ sinh sản lâu hơn, nhưng mà cái trứng của nó sẽ bự hơn. Cái trứng rất là to. Còn những con lứa ốc lứa đợt đầu này lên á là nó cái trứng rất là nhỏ, cái hạt trứng cũng rất là nhỏ. Khi mà nó sinh xong cái chu kỳ đầu tiên, nó sẽ ăn và nó sẽ tiếp tục lớn lên. Như mà con thấy đây, ba ốc cái này là kích thước khác nhau. Như con này là con ốc lứa nè, con này nó qua đợt thứ hai rồi, con này chắc là đợt thứ ba thì nó lớn, nó sẽ tiếp tục ăn và nó lớn. Thì tầm những con ốc như thế này là tầm 6 tháng trở lên, 6 tháng trở lên nó mới đạt được cái kích thước lớn như thế này. Và nó đẻ thì nó không đẻ sai bằng những con ốc lứa, nhưng mà cái trứng của nó là cái hạt trứng của nó là con rất là lớn. Còn hạt trứng lớn thì dưới cái quả trứng lớn thì nở ra rất là nhiều con. Em xin qua cái nội dung thứ hai, đó là về cái môi trường sinh sản của con ốc. Đặc điểm để chúng ta chuẩn bị một cái môi trường sinh sản. Khi mà con ốc giao phối trong vòng 7 ngày nó sẽ bắt đầu sinh sản. Thì trước khi sinh sản nó sẽ tìm một cái vị trí để sinh sản. Thì cái vị trí sinh sản đó, một là cái bờ đất, hai là cái những cái cây lục bình hoặc là những cái cây môn nè. Và những cái vị trí sinh sản đó là nó phải cách cái mặt nước, nhất là nửa gang tay, nửa gang tay trở lên. Nó rất là sợ cái trứng nó bị hư nên nó phải tìm một cái vị trí nào khô để nó sinh sản. Và nó ưu tiên sinh sản trong các cái bụi gặm để giữ ẩm cho cái trứng. Thì con ốc nó cái đặc tính nó rất là hay, nó không có sinh sản bậy bạ. Nếu mà bà con nuôi tới cái giai đoạn con ốc nó bắt đầu bắt cặp và sinh sản mà không có cái vị trí thuận lợi nó sinh sản thì nó không có sinh sản, nghe bà con, nó ngưng luôn, nó không sinh sản đâu. Nó phải có cái mô đất hợp lý nó mới sinh sản. Khi mà nuôi ốc sinh sản, cái mực nước thích hợp nhất từ 0.5 đến 0.8, tốt nhất là 0.5 mét, và cái bờ nó không được đứng. Thì nhiều bạn là hiện tại là nuôi trong cái ao cá, tận dụng cái ao cá lại á, thì nuôi thương phẩm được, nhưng mà nuôi sinh sản thì nó không có, nó sinh sản rất là kém. Và cái giai đoạn sinh sản á, chúng ta nên bổ sung nhiều cái chất đạm. Chất đạm như là trong cái bèo cám nó có 40% đạm á, là con ốc nó sẽ sinh sản rất là nhiều. Khi mà chúng ta không có bổ sung đủ cái thức ăn, cái lượng thức ăn đủ đạm cho con ốc á thì nó sinh sản rất là kém. Chúng ta bổ sung đủ cái chất, nó sẽ sinh sản nhanh trong một chu kỳ. Trong một chu kỳ nó sinh sản 3 lần thì nó ăn đầy đủ, nó có thể sinh sản trong 4 lần và cái thời gian nó ngắn lại. Cái lần đầu so với lần thứ hai nó sẽ tầm khoảng từ 7 đến 15 ngày là nó bắt đầu sinh sản. Còn nếu mà chúng ta cho ăn không đủ cái chất dinh dưỡng á là nó tới 1 tháng nó sẽ sinh sản hoặc có thể lâu hơn. Rồi thì em cũng quay lại với cánh đồng 5.000 mét vuông nuôi ốc sinh sản tại cơ sở 1 thuộc trang trại của Đen Đồng Tháp. Như bà con thấy ở đây em đang đứng phía cuối của cái cánh đồng. Ở đây em cũng nói sơ về cái vị trí mà bên em nuôi ốc sinh sản trong cái cánh đồng này. Thì đây là một cái ruộng nha bà con, ruộng bình thường thôi. Bên em chỉ bao dòng và cho nước vào trồng thủy sinh, nước cao lên là nửa mét thôi, ở đây nửa mét. Bên em đây em lội tới đầu gối à, chưa lúng tới đầu gối nữa. Thì bên em trồng thủy sinh. Lúc trước là em có trồng bèo, nó ăn hết rồi. Xong rồi qua trồng bông súng thì nó cũng nhai rụi luôn. Và tới rau nhút, bà con thấy rau nhút nó cũng nhai sạch bách rồi. Ở phía trong là nó đang tụ hợp ở trong kia, là nó sinh sản trong kia. Còn ở ngoài đây bên em đang gầy lại là ấu. Cái ấu nha bà con, cái ấu nó rất là thích hợp, nó rất thích ăn, gầy lại ấu. Và như bà con thấy cách một chỗ thì bên em có bụi lục bình, mục đích là để nó sinh sản. Và ở phía trong kia là đang có rất là nhiều cái rau dừa. Cái rau dừa nha bà con, nó lên rau dừa nó sinh sản luôn. Như bà con thấy ông anh đang thu trứng trong kia. Con ốc nó sẽ sinh sản cặp các bờ, và thì đi cặp bờ để thu trứng, xong rồi sẽ vào giữa ao để tìm trứng ở các cái bụi lục bình, các cái bụi gầu nhút. Ở thời điểm hiện tại thì nó đang gom vào rất là nhiều ở cái bụi gầu nhút để nó sinh sản. Ở đây với 5.000 mét vuông này, hàng ngày bên em thu được từ 1 đến 2 ký trứng thôi. Thì trong miền Nam con ốc nó đẻ quanh năm, nó tới cái chu kỳ sinh sản nó sẽ sinh sản thôi. Sau khi sinh sản xong thì nó sẽ ngưng, nó không sinh sản hoài đâu nha bà con.
nó một năm nó chỉ 2 lần thôi. Vì sao trong một cái ao mà con thấy là nó đẻ hoài? Tại vì nó thay phiên nhau nó đẻ, con này đẻ xong tới con kia, chứ không phải là một con đẻ hoài. Thì khi mà chúng ta nuôi một lứa với nhau thì nó sẽ đẻ một đồng lọt. Ở đây bà con tham khảo, đây là một cái môi trường bên em đã thực nghiệm thành công và rất là hiệu quả để nuôi trong con ốc nó sinh sản. Thì không phải con ốc là bà con nuôi ở đâu nó cũng sinh sản, nó sẽ sinh sản nhưng gặp môi trường thuận lợi thì nó sẽ sinh sản nhiều hơn, môi trường không thuận lợi cũng như ăn uống đầy đủ nó sẽ sinh sản cao hơn. Còn chúng ta để tự nhiên nó vẫn sinh sản nhưng mà ít. Đây, như bà con thấy tổng quan của cái ruộng bên em cập bờ lại, bên em trồng rất là nhiều phai mì, hiện tại là nó thành một đám gừng luôn. Thì lá phai mì sẽ làm thức ăn cho con ốc. Bên em 2 lá phai mì cho ăn, cho cả ốc con và ốc lớn đều ăn lá phai mì. Rau muống, đu đủ, trái đu đủ và lá đu đủ sẽ làm thức ăn. Những cái thức ăn này là thức ăn đạm cho con ốc luôn. Và ăn rau nhút, rau lan, cây ấu. Nói chung là về phần thí sinh thì em con làm một cái tập riêng về phần thí sinh rồi. Hiện tại bên em đang thực hiện trồng thêm cái mớp và làm dần mớp để trồng mớp cho ốc ăn luôn. Lá phai mì, mớp, lá đu đủ, trái đu đủ, nhiều đó là cũng đủ làm thức ăn cho ốc. Khi bà con nuôi nhiều á, bà con cần phải trồng khá là nhiều cái cây thực vật để cho chúng ăn, để chúng ăn dữ lắm. Em xin qua cái nội dung thứ ba, đó là phân tích về cái trứng ốc bu và trứng ốc lát. Thì trên hình bà con thấy ở đây em có các loại quả trứng, ở bên đây là trứng ốc lát. Thì cái trứng ốc lát như bà con thấy là về cái kích thước của cái quả trứng cũng như là cái hạt trứng là nó luôn nhỏ hơn cái trứng ốc bu, nó bằng phân nửa thôi, hiểu không? Cái hạt trứng nó bằng phân nửa thôi, nó rất là nhỏ. Ở đây là cái quả trứng nó mới đẻ, còn bên đây là quả trứng nó sắp nở. Thì về cái quả trứng sắp nở nó cũng khác với con ốc bu luôn. Như bà con thấy ở đây có cái quả trứng sắp nở của ốc bu là nó chuyển sang màu đen, chuyển sang màu đen. Đây. Còn bên đây thì quả trứng ốc lát nó không có chuyển màu đen mà nó chỉ có bong cái vỏ ra là nó nở luôn, chứ nó không có màu đen như con ốc bu. Thì về cái phần trứng ốc lát này khi mà dưỡng lên bán giống là 2 tuần cho đến 3 tuần mới bắt đầu xuất được. Tại vì nó rất là nhỏ, khi mà nở ra nó nhỏ lắm, nó bằng hạt tăm thôi. Tại vì cái hạt trứng đó mà con thấy nó rất là nhỏ. Còn ở đây bên em có, đây là có các cái trứng của ốc bu. Đây, hai quả trứng này là mới đẻ sáng nay. Thì đẻ đây nó có màu hồng nha bà con. Thì mới đẻ ra nó có màu trắng, nhưng mà khi nó tiếp xúc với ánh nắng, ở đây bên em thu trễ thì nó tiếp xúc với ánh nắng nó sẽ chuyển sang cái màu trắng hồng đi. Còn đây là hai cái quả trứng này là được ấp sau một tuần là nó chuyển màu đục nè. Còn bên đây là được 10 ngày là nó bắt đầu đen và nó mềm, đụng vô nó mềm, nó rất là mềm. À con, nó mềm như là gâu câu. Còn bên đây quả trứng này là được ấp được 14 ngày rồi, tối nay nó sẽ bắt đầu nở. Hai quả trứng này tối nay bắt đầu nở. Như bà con thấy ở đây những cái trứng màu trắng này, màu trắng này thì nó không có chóc, nó không nở. Còn những quả trứng màu đen này là nở hết, tất cả quả trứng này sẽ nở hết 100%. Bên đây là trứng bên em thu vô khá là nhẹ nhàng nên nó không có bị dập hết, các cái trứng bên ngoài là không bị dập nè, nó đen hết. Nhưng mà con thấy không, trứng này sẽ nở là tầm 80-90%, trứng nào thụ tinh là nở hết. Quả trứng này cũng vậy, đây rất là mềm, đây đụng vô nó là mềm. Thì tối nay những trứng này sẽ nở hết. Thì em cũng nói sơ về cái đặc tính của cái trứng con ốc bu cũng như trứng ốc lát. Thì sau khi con ốc bắt cặp gọi là thụ tinh đó, thì trong một tuần nó sẽ bắt đầu sinh sản, tìm lại vị trí sinh sản. Sau khi sinh sản này tầm khoảng 1-2 giờ chúng ta sẽ thu trứng vào, mà con cứ thu vào chúng ta sẽ ấp trong vòng 15 ngày kể từ khi sinh sản, con ốc có sinh sản á, ra trứng á, thì nó sẽ bắt đầu nở như thế này. Đây là 14 ngày nó đen như thế này, nó nở nè. Một con trứng nó đẻ ra màu trắng.
khi tiếp xúc với ánh nắng nó màu hồng như này. Đây là mới có 1-2 ngày thôi. Sau khi bà con ấp 7 ngày, nó sẽ chuyển sang cái màu như thế này. Bắt đầu đen cái quả trứng đi, cũng như là tiến hành nứt. Nó sẽ nứt nè, bà con thấy không? Nó nứt. Nó sẽ nứt cái vỏ ngoài đi. Và sau khoảng 10 ngày ấp, nó sẽ bắt đầu mềm lại như thế này. 15 ngày bắt đầu nở. Đây là tối nay nó nở hết. Thì trong cái quá trình ấp là bà con chú ý là cái nhiệt độ, về cái độ ẩm, và không cho tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Khi mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng thì cái trứng nó sẽ khô và nó giọt đi. Đây, những cái trứng nào bà con lấy tự nhiên á, nó nằm ở ngoài nắng là bà con bóp nó thành nhà hứng luôn á. Đó là trứng hư. Và trứng khi mà gặp nước nhiều quá nó úng nữa thì nó cũng không nở. Vậy bà con ấp thì bà con chú ý là ấp trong cái nhiệt độ từ 30 đến 32 độ C. Và xịt nước thì chúng ta không nên là xịt quá nhiều. Nhiều khi nhiều bà con lạm dụng quá là xịt quá nước nhiều quá nó úng trứng luôn. Nên tốt nhất là tầm một ngày chúng ta xịt khoảng 2 lần thôi, cách nhau 6 tiếng 2 lần được rồi. Nhiều khi chúng ta ấp trong thùng xốp thì có thể là một ngày một lần cũng được. Tại vì nó không có khô trứng, nó không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng thì nó không khô trứng, thì chúng ta cũng không cần phải xịt. Nó xịt nhiều quá nó úng trứng luôn. Ở đây trứng mình em thu, bà con thấy không, nó ở tất cả các cái vỏ trứng bên ngoài còn nguyên hết. Mình em thu trực tiếp vô là ấp là cái trứng rất là đẹp. Nhiều bạn thì lụm ngoài tự nhiên, cũng như là đem vận chuyển nó xa là nó dập hết à. Nó sóc cái trứng bên ngoài là nó, những quả trứng ngoài là nó dập hết, là nó không có nở. Vì sao chúng ta phải ấp trong cái thùng xốp? Là mục đích chúng ta ấp trong cái thùng xốp á là chúng ta ổn định được cái nhiệt độ. Thì bà con ấp, bà con cứ đậy kín lại, không vấn đề gì hết. Trong vòng 7 ngày đầu tiên chúng ta ấp, chúng ta cứ đậy kín cái thùng. Mỗi lần xịt nước chúng ta đậy kín lại, là mục đích là cho cái nhiệt độ cho môi trường ấp á là từ 30 trở lên, 30 độ, 30 cho tới 32 độ là tốt nhất. Vì vậy bà con không phải sợ, bà con cứ cần đậy kín cái thùng đi. Khi mà cái trứng nó đen như thế này nè, nó mềm như thế này là bà con dở ra cũng được bình thường hết. Nhưng đừng cho ánh nắng nó chiếu vào được rồi. Chúng ta có giữ ẩm cho nó là cái trứng nó nở, nó sẽ sau khoảng 14 ngày nó sẽ nở như thế này. Nó sẽ đen như thế này và nở rất là thành công. Từ 90%. Thì không tới 100% được. Nhưng trứng này là không nở nhiều 100% được. Tại vì một số trứng nó không có thụ tinh. Nhưng mà con chú ý gì thôi, tại vì cái phần ấp trứng này là em đã hướng dẫn rất là kỹ ở hai tập trước rồi. Và có làm ghi một cái tập về kỹ thuật ấp trứng, nên bà con có gì bà con cứ tham khảo lại. Thôi thì em cũng phân tích chú ý về một số cái đặc điểm của cái trứng thôi, không vấn đề gì cả. Cái nội dung đầu tiên á, em có nói về cái phần là trứng của con ốc lứa, cũng như là con ốc nó đẻ lần 2, lần 3. Này đã ở cái chu kỳ 2, chu kỳ 3 rồi. Thì bà con thấy là hai cái trứng ốc bu giống nhau, nhưng mà trứng này là cái hạt trứng của nó. Hạt trứng nó khá là nhỏ, bà con thấy không? Nhỏ, nó nhỏ hơn cái hạt trứng này. Cái trứng này là con ốc lứa nó đẻ, hạt trứng khá là nhỏ. Con ốc, khi mà con ốc nở ra nó cũng nhỏ luôn. Còn cái trứng này là con ốc nó đẻ ở chu kỳ lần 2, lần 3 rồi. Nó qua cái chu kỳ 2 là nó, con ốc nó tầm 6 tháng rồi, nó ăn nó bự rồi. Cái ốc khá là bự thì cái trứng của nó rất là bự, còn thấy không, hạt trứng nó bự hơn. Còn đây là ốc lứa nè, hạt trứng nhỏ xíu à. Đây con này hạt trứng nó cũng giống nè, giống nhau thôi, ốc lứa. Còn này hạt trứng này bự nè, đây bành kia luôn, còn thấy không. Con này là nó đẻ lần 2 rồi, con này cũng đẻ lần 2 rồi. Còn những con đẻ lần đầu là hạt trứng nhỏ xíu à, hạt trứng khá là nhỏ. Cái hạt trứng với cái quả trứng luôn, nó sẽ quyết định tới cái khả năng là một cái trứng nó nở được bao nhiêu con. Thì trung bình một cái trứng như thế này nó sẽ nở từ 100 đến 150 chục con, và ít nhất là khoảng 50 con. Chúng ta mà nuôi mà sinh sản được rồi, chúng ta sẽ gài giống lại được. Rồi thì em cũng trình bày xong ba cái nội dung, đó là về cái đặc tính sinh sản của con ốc, về cái môi trường sinh sản của con ốc, và về đặc tính về cái quả trứng. Em cũng rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.